Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Grand Seiko phải nói là hiếm và đẹp. Và đây là một trong những chiếc Grand Seiko mà được họ giới thiệu vào năm 2020. Đây cũng là phiên bản được làm Limited Edition để kỷ niệm 60 năm Grand Seiko các bạn ạ. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có cái mã của nó là SBGH281 Grand Seiko Limited Edition này. Và chúng ta sẽ có bên này cũng vậy đó, thì mình sẽ cùng mở ra để cùng trên tay cho anh em. Người Nhật còn cẩn thận đến mức kích thước hộp nó ghi luôn ở ngoài các bạn ạ. Đấy, 162 x 162 x 132, dã man luôn. Vẫn là cái một cái hộp thường thấy của Grand Seiko với màu xanh rất là bắt mắt, và chiếc đồng hồ này cũng mặt đều màu xanh luôn anh em nhé. Ăn bóc với xe Grand Seiko thì các bạn đừng có lật ngược hộp, mà họ có một cái tờ giấy này đi kèm, thì chúng ta sẽ cầm cái này và chúng ta nhấc lên đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó là certificate này, đây là sổ các bạn nhé, đây là sổ sách hướng dẫn sử dụng. Thì certificate này của chúng ta thì sẽ có cái số limited edition là 1212 trên 1500, số rất là đẹp. Kể cả số movement serial của chiếc này cũng rất là đẹp, là 2020099. Đó, tất cả các bạn có thể thấy những cái số limited này rất phải nói là rất là tuyệt. Mình có ở đây đó là một cái certificate, và đây là một cái bây giờ thì Grand Seiko đã sử dụng cái sổ này luôn. Và các bạn lưu ý khi các bạn lật đến phần cuối đó, thì đây là mình mua lại của một anh khách gọi là chuyên sưu tập Grand Seiko. Đây các bạn có thể thấy là Nguyễn Hồng Hải đây, và SBGH này 281 này, chúng ta có đầy đủ là ngày 22 tháng 9 năm 2020. Đây là thời điểm mà họ bán ra chiếc này với 1500 chiếc, và sau thời điểm đó thì họ đã bán hết luôn các bạn nhé. Đó, thì với cái chiếc này thì bên mình vẫn còn bảo hành của hãng, và ngoài ra thì ở Việt Nam thì sẽ bảo hành 5 năm của ICS các bạn. Đó, chúng ta sẽ cùng mở ra và trên tay em nó. Chiếc SBGH 281 này thì cũng có một câu chuyện khá là hay. Dựa vào những cái màu sắc mà được thể hiện trên chiếc này thì anh em ở nước ngoài chơi Grand Seiko thì gọi chiếc này là một chiếc Superman. Thì tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì chiếc này có một cái màu sắc rất là tuyệt, và sử dụng những màu sắc đúng như là trên bộ quần áo của Superman, cho nên là họ đã sử dụng luôn cái tên gọi đó để sử dụng cho chiếc này. Chúng ta sẽ có ở đây là SBGH 281 Made in Japan, cái tác hiệu của nó đó, và caliber này 9S85 với giá là 6.300 chưa thuế các bạn nhé, 6.300 chưa thuế. Thì thuế má vào thì nó sẽ còn loanh quanh khoảng tầm 7.000 mấy đó. Thì trước này thì chúng ta sẽ có một cái vừa là khăn vừa là dạng túi để chúng ta đựng khi mà chúng ta để vào trong vali. À, trên này thì các bạn còn thấy là hộp nó thì có cái 60 anniversary này đó. Ok, mình sẽ cùng bỏ cái siêu này ra và show cho anh em chiếc đồng hồ này. Với những chiếc Grand Seiko thì luôn luôn có cảm xúc khi mà mình review, bởi vì những chiếc Grand Seiko nó có độ hoàn thiện cực cao, phải nói là cực kỳ đỉnh. Mình không tìm thấy được cái độ hoàn thiện đó ở những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, và chắc là chỉ có những thương hiệu như Breguet hoặc những thương hiệu top 3 thì mình mới thấy là nó có cái gì đó hơn so với những chiếc Grand Seiko. Mình sẽ cùng để giờ nhé, các bạn chờ một chút này. Chúng ta sẽ để giờ đúng vào cái giờ hoàng đạo của giới đồng hồ là 10 giờ 8 phút. Thì với cái giờ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái đặc điểm ở trên chiếc đồng hồ. Chiếc này có một đặc điểm đó là nhìn ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn mình quay video rất là nhiều lần. Mình quay video này nó chỉ lên được khoảng 30-40% vẻ đẹp thôi. Còn khi các bạn nhìn chiếc này, cầm chiếc này trên tay ở showroom của ICS thì các bạn sẽ phải ồ lên, bởi vì chiếc này nó làm finish rất là tốt. Chúng ta có logo Grand Seiko ở góc 12 giờ với chữ GS thì được phủ vàng, còn ở dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Automatic 2 bit 36.000 màu đỏ. Kim dây của chúng ta màu đỏ để nhấn mạnh vào cái 36.000 của kim dây. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ có là mặt đeo màu xanh. Các bạn có thể thấy là màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng này thì nó đúng là những cái màu ở trên bộ quần áo của
Superman, cho nên là anh em đã ưu ái đặt tên cho chiếc này là Grand Seiko Superman Limited. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch ngày, và ô lịch ngày này có nền màu bạc. Và các bạn có thể thấy là bộ kim cọc của chiếc này vẫn giữ truyền thống của Grand Seiko với cái kỹ nghệ đánh bóng Zarasu nổi tiếng. Bộ kim kiếm cùng với cọc số này, các bạn nhìn cọc số này bắt sáng cực kỳ tốt luôn. Và ở góc 12 giờ của chúng ta thì cọc số sẽ được làm dày gấp đôi để phân biệt so với những cọc số khác. Đó. Chiếc này sử dụng bộ case là 44GS nổi tiếng của Grand Seiko. Đây là một bộ case vừa đẹp, mạnh mẽ, nam tính và nó lại rất là gọn. Chiếc này có độ dày là vào khoảng 13mm các bạn nhé. Size là 40mm và nó phù hợp với anh em tay khoảng 16cm trở lên thì chúng ta đeo sẽ rất là đẹp. Thì đây là một chiếc mới 100%, cho nên là cái phần dây này mình không thể nào mà mình bóc siêu ra để cho anh em được xem được. Tuy nhiên với cái kỹ nghệ đánh bóng Zarasu thì chúng ta có thể thấy là những sợi dây cũng như phần thân của chúng ta được làm rất là mượt mà và đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn này, nó đẹp cực kỳ luôn. Khi các bạn nhìn chiếc này ở ngoài thì các bạn sẽ còn phải ồ lên hơn nữa. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có đó là cái bộ máy 9S85. Và cái đáy sau này của chúng ta thì vẫn đang còn nguyên siêu các bạn nhé. Đây vẫn là nguyên siêu ni lông và nó sẽ có những cái chữ nhật màu đen ở đây, cho nên là khá là khó nhìn. Tuy nhiên là mặt sau này của chúng ta thì chúng ta sẽ có logo Grand Seiko và logo 60 Anniversary từ 1960 đến 2020. Được làm với cái màu xanh và được in ở trong ở phía trong kính các bạn nhé. Bộ máy của chiếc này là 9S85, cũng là một trong những cái bộ máy khủng của Grand Seiko với 36.000 VPH. Máy 2 bit và nó sẽ có 55 giờ tích cót và các bạn sẽ có là 37 chân kính. Mình sẽ hé cái siêu này ra một chút để cho anh em xem ạ. Không là chúng ta sẽ rất là phí phạm. Đó, các bạn có thể thấy là ở trên cái siêu này nó có những cái chữ bằng tiếng Nhật, cho nên là các bạn sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này được. Đó, kỷ niệm 60 năm từ 1960 cho đến 2020 các bạn nhé. Grand Seiko rất là đẹp. 37 chân kính, 36.000 VPH và chúng ta sẽ có ở đây là 55 giờ tích cót. Một cái thông số khá là khủng với những cái cỗ máy là 36.000 mà chúng ta có tận 55 giờ tích cót thì cỗ máy này nó phải sử dụng đến hai ổ cót, rất là tuyệt vời. Chiếc này thì có giá retail là 6.300 chưa thuế, nếu mà thuế vào nó sẽ phải loanh quanh khoảng tầm 7.200 gì đó, 7.300 thì nó sẽ tương đương khoảng 175 triệu full thuế ship các bạn nhé. Thì với mức giá đó thực sự rất là cao. Còn bên mình đang có sẵn một chiếc, mà chiếc này lại số serial number rất đẹp, số limited rất đẹp, là 1212 trên 1500 limited. Thì chiếc này thì bên mình đang để giao lưu với mức giá rất là tốt là 145 triệu, rẻ hơn khoảng tầm 30 triệu nếu các bạn mua chính hãng. Và hiện tại thì chiếc này thì đã cháy hàng rồi và được săn đón rất là nhiều. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.